không có bạn gái đâu, lấy gì mà tặng. Không sao đâu anh, chậm mà chắc. Nuốt nó bay vô đầu. Hôm nay anh sẽ hỏi em một cái điều là, theo em á, thì lần đầu tiên hẹn hò với nhau, chúng ta đưa người yêu của mình về quê gặp bố mẹ thì chúng ta cần làm những điều gì? Tự nhiên đi anh. Tự nhiên là bạn trai mình có làm sao mình cứ để y nguyên vậy mình đem về đi. Chứ nếu mà mình tân trang mình tút lên nghe mình về mình gạt ba mẹ mình hả? À. Mình cứ tự nhiên, em đã tự nhiên rồi, kinh nghiệm xương máu. À dạ. Rồi, hôm nay chúng ta thử hỏi xem tâm lý của các bạn mới gặp nhau, nếu các bạn đồng ý hẹn hò, các bạn sẽ chuẩn bị gì để về gặp bố mẹ. Dạ bây giờ không làm mất thời gian của chúng ta nữa, mời tất cả chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Xin mời màn hạ xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu, xin mời bạn. Đẹp quá, duyên dáng quá. Em chào chị. Ừ, à, chị chào em. Em tên gì? Em tên Minh Phương chị. Minh Phương. Dạ. Phương năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi. Em đang làm kế toán cho một công ty tư nhân chị. Rất là duyên dáng, chị rất là ấn tượng với phong cách của em ngày hôm nay đến với chương trình. Rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời bạn ngồi. Bạn bên kia, bạn nghe trên bên kia, bạn Phương 28 tuổi làm kế toán. Còn bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Minh Chí, 33 tuổi làm điện công nghiệp. Sao ngồi hồi hộp như vậy? Ngồi thoải mái thôi, ngồi thẳng lên, thẳng lên. Thẳng lên. À, có bó hoa rồi yên tâm rồi ha. Phải tự tin lên chứ. Đó giờ có nhiều lần bạn tặng hoa bạn gái chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ? Dạ chưa. Không tin. 33 tuổi mà chưa tặng bạn gái cái bó hoa nào? Chưa. Vậy sao tao chịu? Không, không có bạn gái đâu, lấy gì mà tặng. Đúng rồi. Không có luôn. Không có. Bạn có để ý ai chưa? Có để ý thương một người nhưng mà thương đơn phương. Yêu đơn phương. Vậy là lâu lắm đúng không? Dạ lâu rồi. Bạn biết lý do tại sao bạn gái không yêu bạn không? Xấu trai. Xấu trai hả? Xấu cỡ nào lận? Cỡ chí phẹo chị. Trời ơi. Trời gì nữa? Nhát gái. Nhát gái hả? Nhát gái làm sao? Gặp bạn gái vậy không dám thổ lộ tình cảm. Mai mốt gặp ai mình thích người nào cũng mình ôm bụng đại luôn được không? Nuốt nó bay vô đầu. Trời ơi cái gì mà đâu mà gì mà nuốt bay vô đầu nó nghe dễ sợ quá em. Dạ mang cuốc không em, mang gì đây? Mang giày hả? Bên đây mang giày không có mang cuốc. Còn em mà trước giờ em đã có mối tình nào chưa? Dạ có một chị. Cách đây bao lâu rồi? Cũng lâu rồi chị. Tại sao chia tay? Nói chung không hợp nhau nữa. Ờ, vậy suốt từ lúc mà chia tay với người bạn trai đến giờ là em không có gặp một đối tượng nào hết hả? Dạ thì ở trong công ty có, nhưng mà cái anh đó thương em nhưng mà em không có thương. Tại sao? Lúc đó em cần thương người cũ. À nhưng rồi tới bây giờ thì anh đó không còn yêu bạn nữa hả? Dạ, anh ấy yêu một chị trong công ty bạn. Trời đất ơi, vậy là lỡ một cơ hội rồi. Bởi vì tình duyên đến là mình phải bắt chụp liền, không có để nó qua nữa. Cho nên hôm nay mà thấy được là phải chụp liền nha. Chụp liền nha, bên đây là lâu lắm là chưa có người yêu á nha, cũng muốn yêu lắm rồi đó. À, bạn nam, à, ngoài cái công việc à, đi làm ra thì bạn còn sở thích của bạn là làm gì nữa? Dạ một là nhà đọc truyện với chơi game. Bạn thường đọc truyện gì? Truyện tranh. Truyện tranh hả? Tại sao ba mấy tuổi đọc truyện tranh? Đọc nhiều không? Không biết nhiều không mà giờ tổng cộng số truyện của em là khoảng 1.700 cuốn. Trời đất ơi, 1.700 cuốn trong gia đình mà đọc hoài luôn, cứ làm gì đọc truyện. Vậy đâu có quan tâm với tình yêu đâu. Tại xấu trai đâu, biết rằng không ai thương mình nên quan tâm chi. Không lẽ mười mấy năm qua bạn chỉ có đọc truyện không hả? Rồi, mày ế phải đâu. Ngoài xem đọc truyện ra bạn còn có xem phim hoạt hình không? Dạ có. Cái này chắc cái này hình như mới có 6 tuổi à. Cái phim hoạt hình coi phim gì em? Bảy viên ngọc rồng với... Doraemon. Doraemon bên này nó... Coi Doraemon hả? Dạ. Bên đây là Doraemon. Rồi, em nhà có nhiêu cái truyện? Dạ không, em ra ngoài mướn thôi mà chị. Ra ngoài mướn ha, mai mốt khỏi mướn. Qua anh đó lấy coi khỏi mướn, đỡ tốn tiền. Theo em nghĩ mẫu người như thế nào thì sẽ phù hợp với em? Thẳng thắn, hòa đồng, vui vẻ. Còn về ngoại hình? Nhìn cũng tương đối giống như anh Quyền Linh là được rồi. Trời ơi, tương đối mà như anh Quyền Linh là được. Anh Quyền Linh chị cũng thích đó em à. Cảm ơn bạn nha bạn. À, em nè, cái điểm gì mà em nghĩ là nếu em dắt người bạn trai em về mà gia đình em không đồng ý? Không có thích là không có uống rượu, không có hút thuốc, không thích làm biếng. Trời ơi, không thích uống rượu, không thích hút thuốc mà đặc biệt là không thích làm biếng. Bạn sao?
Uống rượu không? Không. Hút thuốc không? Có chút xíu vậy trời. Hút nhiều không? Hai ngàn gói. Có làm biển không? Dạ không. Nếu như bạn kia đề nghị bạn bỏ, không bỏ không? Nếu như bạn kia là gì của mình đề nghị mình bỏ. Là gì của mình mới bỏ, còn không là gì khuyên không bỏ. Mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Mẫu người lý tưởng thì không mập cũng không ốm, cao 1m6. 1m6. Có đủ hết trơn á. Gì nữa? Nhiều chung đó được. Nhiều đó thôi ha. Rồi để xem thử coi thế nào nha. Em cần nói đi trước khi ảnh kể ảnh. Mình thích cao nhiêu, luộc nhiêu, mập nhiêu? Dạ cao cỡ anh Quyền Linh này đi. Anh Quyền Linh nó có cao mà. Giờ em thích anh Quyền Linh hoài vậy trời. Vậy là kênh văn đúng không? Cái gì mà cứ đúng không em? Dạ. Em thấy anh đẹp trai không? Thì cảm ơn em nhiều nha. Hy vọng em sẽ thích cái bạn giống anh. Cái bạn này hơi chậm một xíu, nhưng mà hiền không sao. Không sao đâu anh, chậm mà chắc. Chậm chắc đúng không? Đúng. Ok. Thấy được á. Anh thấy được chứ em đâu thấy được đâu. Hả? Anh thấy chứ em đâu thấy được đâu. Rồi để chị coi có giống anh Quyền Linh không nha. Bây giờ anh Quyền Linh 10 điểm để coi anh này mấy điểm nha. Trời ơi, tôi chưa thấy cái mặt mà tôi không chịu rồi đó. Tôi đề nghị về cắt ngắn cái ngón tay út. Đưa ngón tay út ra cho người ta coi cái gì mà để dài ngoằn vậy, để dài vậy làm cái gì? Để ngón tay làm gì vậy? Hả? Theo bạn để ngón tay nó làm gì? Dánh lên nữa. Chỗ nào ngứa đi gãi. Trời ơi trời. Rồi đứng lên coi cao bằng anh Quyền Linh không? Dạ thấp hơn thì. Đứng lên coi là được mấy điểm so với ảnh. Linh đứng coi anh Linh. Đâu anh Linh đánh cao tại vì tóc anh chỉa lên á, để tóc dài chỉa lên là bằng ảnh à. Rồi về chiều cao là được, quan trọng là tâm hồn thôi, chiều cao không quan trọng đâu. Rồi ngồi xuống đi bạn. Đúng rồi. Vậy các tường gửi soi mói tao quá. Soi cái gì, tôi mới quay qua thấy cái ót không mà đưa ngón tay đâu quắc tôi vậy là sao, mà tôi đâu có ngứa đâu mà gãi tôi trời. Nói chung là cũng gần giống anh Quyền Linh, chị hy vọng là em sẽ thích người bạn trai ngồi kế bên kia. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy cho hai bạn đối diện trực tiếp với nhau để có những giây phút tâm sự trực tiếp với nhau để xem có quyết định chọn nhau hay là không. Rồi, xin mời. Mời kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau, để trò chuyện với nhau, quyết định xem có đồng ý hẹn hò không. 2 phút. Bắt đầu. Dấu cái ngón tay vô. Lấy bông mà cũng chậm nữa. Cái gì vậy trời, lấy bông hết 1 phút rồi đó. Bữa nay ngày gặp mặt thì mình tặng bạn một bông hay mà. Dạ, cảm ơn anh nha. Trời, từ tốn dễ sợ. Thôi đi, có 2 phút thôi đó. Gãi hoài. Nói gì anh? Hả? Nói gì vậy? Nói gì ông nói gì thì nói gì tôi hỏi tôi. Thôi em hỏi trước đi em. Mình lấn sân đi. Công việc của anh sao anh? Nói chung là công việc anh giờ cũng không định. Anh giờ làm ở đâu rồi? Anh làm quận 5. Em làm Tân Phú. Tân Phú. Ủa, Tân Phú đường nào vậy? Dạ đường Trương Vĩnh Ký. Không biết. Rồi tiếp. Trời ơi duyên quá, mặt đỏ trơn rồi kìa. Cười hoài, đưa cái hàm răng ra hoài. Còn 2 tiếng luôn á, làm gì làm đi. Nó hết được rồi. Sao hết được, sao nhìn tôi nhìn kia nhìn tôi chi. Cố gắng đi. Ủa vậy nhà, em ở nhà với mẹ hả? Dạ. Khoan xí cho hỏi cái này, nãy nói tên gì vậy? Dạ. Nãy nói tên gì vậy? Em tên Minh Phương anh. Minh Phương? Dạ. Thôi, mệt quá. Hết giờ rồi ông à. Khổ ông ghê vậy đó. Để tới sáng cũng vậy. Tới sáng ông ngộn cứ vậy hoài à. Bà có 3 tiếng đếm để quyết định. Trời ơi là trời. Vậy sao có người yêu? Sau 3 tiếng đếm, đồng ý nhấn nút liền. Suy nghĩ kỹ nha. Đồng ý thì bấm nút, không đồng ý thì không cần bấm. Tiếp tục về đọc truyện, coi phim hoạt hình. Một. Gãi nước.
đây. Ba. Hết thời gian. Sao giờ cảm giác thế nào? Tim nó nhảy ra ngoài. Nhảy ra ngoài hả? Sao bạn đồng ý bấm? Em lụm vô. Gung quá lỡ bấm luôn. Còn em sao em được đồng ý chọn cái bạn trai kế bên vậy? Chị thấy không có được gì hết trơn á. Từ từ tìm hiểu thêm. Từ từ tìm hiểu thêm ha. Dạ. Đố cũng hùng bạn cái được á. Nắm tay, hai người nắm tay cái đã, nắm tay cái coi. Mọi người muốn hai người hôn nhau cái không? Dám làm không? Dám làm không? Không đi. Có điều kiện. Thôi anh ơi, anh nói không có lại người ta đâu ha. Thôi được rồi, nói không có lại đâu. Dạ cảm ơn hai bác. Anh Quỳnh Linh là em trẻ.